sống Việt Nam Anh Châu. Các bạn ơi, sáng nay mình đang đi trên con đường là Phạm Cự Lượng đó các bạn, thì mình thấy một cái quán mì mới vừa khai trương, một món mì đó là mì cá sợi Hồng Kông. Thì mình thấy cách làm mì rất là lạ nha các bạn, thì các bạn cùng vào quán tìm hiểu cái món mì này với mình nha. Trong cái thành phần bột này gồm có những gì vậy em? À, có bột mì, có trứng, có nước. Bột, bột mì, trứng, nước ha. Đúng rồi. Và mình làm vậy rồi mình đem vô mình trụng bán cho khách liền luôn ha. Dạ, mình phải ủ qua đêm chị. Ủ bột sẵn rồi mình xe gì là mình đem vô trụng liền. Đúng rồi chị, mình sẽ kéo ra sợi rồi mình vô mình trụng với nước sôi. Rồi sau đó mình sẽ cho qua nước đá để cho mì nó cứng và nó dai. À. Mình nói chung là với nước sôi khi mà có khách vào kêu mì. À, cái này làm cái này cũng công phu quá em ha. Dạ. Trộn mì này là phải có sức khỏe nè. Cái cục bột này nặng quá. Dạ đúng rồi. Quán em mở cửa từ lúc mấy giờ đến mấy giờ vậy em? Dạ, quán em mở cửa lúc 6 giờ sáng đến khoảng 10 giờ trưa thì nghỉ. Rồi chiều khoảng 4 giờ rưỡi bán đến khoảng 8 hoặc 9 giờ thôi. Vậy là bán 2 buổi ha. Đúng rồi chị. Ở Long Xuyên có một mình quán em là có cán mì rồi. À, mới. Nếu mà em đánh cục bột vậy trong vòng bao lâu em mới cá sợi? Để cũng tùy nó chị. Tùy cho bột nó nổi lên nó vừa đường xốp lên đó ha. Tùy mức độ bột. À. Nói chung là phải theo cảm nhận của người kéo mì. À, phải có kinh nghiệm ha em ha. Quấn không tới bột thì kéo không ra được mì được. À. Chia dắt. Mỗi một cục gì là ăn dắt ha. Và một tô là một dắt gì luôn không? Đúng rồi, một tô một dắt. Tùy theo dắt, mà dắt nhỏ mà cái người bán mì người ta sẽ chia một bớt. À. Tại em chia vậy nó cũng không chính xác lắm, nó cũng không đảm bảo là cái lượng nó đủ. Đó là cái người bán người ta sẽ chia lại mình nhỏ. À. Để chị chơi vào trong quán thưởng thức thử món mì này ra sao nha. Rồi. Cảm ơn em ha.
lâu rồi. Dạ chú thông cảm chú ơi, khách cũng đông, con cũng cố gắng hết sức. Rồi, dành mông mây qua anh. Đấy luôn. Tô mì của mình ra nè các bạn. Tô mì trông rất là hấp dẫn nha các bạn. Thì mình mời các bạn cùng thưởng thức tô mì cá sợi Hồng Kông. Đó là tiệm mì Long Tứ Mì Gia. Cùng các bạn cùng thưởng thức với mình nha. Mì này rất là thơm và vừa ăn nha các bạn. Thì cái sợi mì này người ta kéo sẵn, không có làm là sẵn, mà người ta đánh bột sẵn rồi kéo đem vào trộn liền. Sợi mì cũng rất là thơm và mềm nha các bạn. Sang thử một miếng xá xíu chấm với nước tương này. Thank you.
mềm nữa các bạn, và thơm. Thì nước chấm nó có một ít xá xíu mà có, mình thấy cái hương vị đó là giống như mùi hơi hơi nhẹ mùi cà ri đó các các bạn ơi, mình đã thưởng thức hết tô mì rồi các bạn, rất là ngon luôn nha. Và quán mì này có tên là Long Tứ Mì Gia, nằm ở trên đường Phạm Cừ Lượng đó. Nếu các bạn có đi ngang thành phố Long Xuyên thì sẽ rẽ vào con đường Phạm Cừ Lượng, nó nằm rất là dễ tìm. Vừa rẽ vào phần đường Phạm Cừ Lượng là gặp liền cái quán mì, có ăn bánh mì nằm ở ngoài trước quán nha các bạn. Món mì thì rất là ngon, thịt xá xíu, rồi mình kêu tô thập cẩm thì có nhiều loại mì đó, hải sản, xương, thì tùy theo các bạn thích ăn món gì sẽ gọi món đó. Mình xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Nhớ cho mình xin một lượt like và một lượt đăng ký, mình sẽ làm nhiều video sau hay hơn gửi đến các bạn. Mình xin hẹn các bạn lại video sau. Xin chào. Thank you.